con thì chưa quen ai hết. Hả? Có thích đơn phương nhưng mà hồi năm lớp 2 rồi. Ngày xưa bà ta gọi là thích quỷ á. Đi với nữ thì em hào phóng, mà đi với bạn thì phóng bình hàng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình nha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Tú, năm nay 34 tuổi, công việc hiện tại là nhân viên bảo vệ ngân hàng. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Tú? Ở thành phố luôn anh. Dạ, Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ánh Đào, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Tây Ninh, em là chuyên viên tư vấn thuế. Mà hiện giờ làm việc ở đâu? Dạ, ở Tân Bình. Mình giới thiệu một chút xíu năng lực của mình luôn đi, điểm mạnh, điểm yếu hay sở thích của em chẳng hạn. Ưu điểm của em là biết bơi lội, hát cũng được. Thôi bây giờ mình tự giới thiệu, mình tự hát một bài luôn cho tất cả mọi người. Em sẽ hát bài Về Miền Tây. Về Miền Tây. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về cái đám hay à. Em hơi rung. Hơi rung, mới lên. Dạ. Hơi rung, không sao. Nhưng mà giọng hát rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Ngồi bên đây cười quá trời. Phải. Hát ngọt rồi đúng không Tú? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mình hát lại đi Tú. Chết chèn. Để nó chơi luôn Tú. Em ơi, lòng anh thì gước chân thành, có gì đừng giận anh nhé, có gì đừng buồn anh nhé, tội thân anh lắm, 34 tuổi rồi vẫn chưa vợ em ơi. Rồi, được. Rất ha. Một màn ca hát đối đáp rất là dễ thương. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì nè? Điểm yếu của em là em hơi khó tính, nấu ăn không được ngon lắm. Nhưng mà có chịu nấu không? Em nấu được nhưng mà không ăn được. Nấu chỉ mình em ăn thôi. Sợ đoán nhiều lắm chị, thôi mà kể như đó được. Rồi, tình trường như thế nào? Em thì chưa quen ai hết. Hả? 25 tuổi chưa quen ai hết? Dạ. Có thích đơn phương nhưng mà hồi năm lớp 2 là... Vậy? Hồi năm lớp 2? Dạ, lớp 2 là có ghi viết thư cho bạn đó. Nhưng mà viết xong đổ thư bằng kế bên. Rồi thư viết gì trọng nhớ không? Có thì thích rồi vẽ trái tim vậy thôi. Trời ơi, lớp 2 mới có 7-8 tuổi à. Ngày xưa ông bà ta gọi là nít quỷ á. Chút xíu lớp 2 mà viết thư yêu đương nữa. Thích thôi mà anh. Rồi, cái đó câu chuyện vui thôi. Bên đây... nghe cười khoái rồi ha. Phải rồi, nãy hát khoái giờ nghe chưa có người yêu khoái nữa. Tú thế mạnh thế yếu là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hiền với hay cười. Sáng có cái thói quen là ngủ dậy cái là mở miệng cười. Cười sáng được cười mình vậy đó hả? Mở mắt ra cái là cười. Còn khuyết điểm của em là nói nhiều, xàm xuế. Dạ đúng rồi, dạ. Hay kiểu chọc ghẹo cho người khác cười. Cũng vui mà. Mà người ta có cười không? Có cười mà. Lúc cười lúc không. Dạ. Vì em biết hút thuốc, biết nhậu. Rồi, em có thích bạn trai hút thuốc không? Dạ không. Đó là bên đây không có thích hút thuốc đâu. Dạ em cũng đang cố gắng bỏ á chị. Cái đó cố gắng bỏ càng tốt. Mình có mối tình ở lớp 2, lớp 3 gì không? Dạ không, em chỉ có một mối tình quen được 6 năm. Wow. Quen 6 năm mà tại sao chia tay bạn? Dạ bạn đó đi du học về sau thì định cư lại. Thì em chia tay cũng được 11 năm. 11 năm nay có một mối tình đơn phương nào không? Dạ không. Tại lúc đầu em còn thương mà đó. Cũng phải mất 7 năm mới quên được. Bạn vẫn còn xúc động khi nhắc đến... Gung á. Gung hả? Dạ. Gung là gung với cái chuyện... Tại đó. Em ít chia sẻ trước đông người vậy nè. Cảm giác mình có nghĩa là gung trước đông người chứ không phải là gung vì cái chuyện cũ đúng không? Dạ đúng rồi, quên lâu rồi. Nói cho rõ, bên đây người ta nghe là gung nhắc tới chuyện cũ mà gung là ta thấy quê rồi đó. Không phải nha em, thì thôi bỏ qua coi đi. Coi chừng mấy hồi lâu quá, không có cảm giác phụ nữ là coi chừng coi lại giới tính đó nha. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người nói em. Có nhiều người nói đúng không? Bây giờ thích nữ hay thích nam? Dạ thích nữ chị. Chắc không? Dạ chắc. Trời ơi, lo quá. Mẫu người lý tưởng đi. Cô thích mẫu người của mình như thế nào? Cao khoảng 1m7, có công ăn việc làm ổn định, có nhà Sài Gòn càng tốt. Tại vì em không muốn là hai vợ chồng lấy nhau là phải ở nhà trọ. Thí dụ như một người đó, người ta yêu em hết sức mình luôn, người ta lo lắng cho em từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà người ta không có nhà thì sao? Nếu mà người đó có chí cầu tiến
thì được anh. Bạn trai nghe vậy bạn nhà em thì nhà riêng thì em không có, nhưng mà gia đình em hiện tại thì cho thuê phòng trọ. Nếu mà vợ chồng về ở chung thì vẫn có phòng riêng cho hai vợ chồng. Với ba mẹ cũng rất là dễ. Nhà dễ. Nhà em có mấy người? Nhà em hai anh em, em còn một người em trai nữa. Thôi vậy khỏe thôi. Có nghĩa là phải làm dâu đúng không em? Dạ đúng ạ. Mà thí dụ như là làm dâu một thời gian thôi rồi mình lập kế hoạch mình ra mua cái nhà nhỏ nhỏ hai chồng ở riêng luôn thì được không? Dạ được. Mua chi nhà trong đó quá trời, mua chi? Sao mua nhà riêng, ở kia của ba mẹ mà vậy. Phòng là riêng rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Đừng có ích kỷ quá hay là ti bo keo kiệt quá, em cũng thích. Em hào phóng mà. Đi với nữ thì em hào phóng, mà đi với bạn thì em phóng bình hào. Nói chứ tính em là thoải mái, được, phóng khoáng. Về ngoại hình em có không thích cái gì không? Lùn quá, hô. Nó lùn kệ người ta, hô kệ người ta. Rồi vậy bên kia mẫu người bạn gái như thế nào nè? Có cái khuôn mặt phúc hậu, cao thì tầm khoảng 1m55 đến 1m6. Mặt em ác lắm. Em cũng chuyên trị cái ác. Cái ác hả? Gì không? Rồi gì nữa không bạn? Về tính tình thì em cũng thích người phụ nữ sống có trách nhiệm với gia đình. Với sống đừng có nghĩ cho bản thân mình mà phải nghĩ cho mọi người xung quanh. Bạn gái qua coi thử coi đàn trai có đáp ứng nhu cầu của bên đó không vậy ta? Chào chị. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m645. Làm gần 1m65. Chà, thiếu 5 phân. Nói vậy thôi chứ gặp bảo đảm hết hồn liền. Ủa như bây giờ yêu nhau hai người hợp hết nhưng mà bạn gái này không có muốn đi làm dâu thì sao? Cũng được, em có hỏi mẹ em rồi. Mẹ nói sao? Em mới hỏi mẹ nếu mà con đi chương trình mà người ta bắt gãi mẹ chịu không? Thì mẹ đi. Mà nói thiệt hay nói giận lẫy? Nói thiệt. Nói thiệt phải không? Nói chung là mẹ em thì tôn trọng quyết định của con cái. Ổn. Cô này dễ thương. Đàn trai hơi bị ổn rồi đó. Dạ. Trời ơi, đàn gái cũng ổn vậy, em tin qua coi. Để qua coi coi nha. Chào. Chào em gái. Rất là dễ thương. Dạ. Nói chung là nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện rồi, em tưởng tượng ảnh thế nào? Cũng to, tại vì nhậu nhiều chắc chắn là bụng bự. Không đâu, không có bụng bự đâu. Anh này hơi chuẩn đấy, chỉ hơn thấp em hơn khoảng 0,5 thôi. Có mang guốc lên được. Ê quên, mang dài chứ quên. Dạ đồ, dạ đồ. Sao không mở nhà trọ được hả? Dạ, nói chung là em không phải là lo cho bản thân em mà lại phải lo cho con cái nữa. Không thể nào mà con cái mình cứ ở trọ miết vậy được. Nhưng mà ở trọ nhà mình được không? Dạ cũng tạm được. Không thích ở chung nhà với mẹ thì ra xin mẹ cái phòng trọ. Ừ, nhà nhiều phòng mà. Cái phòng trọ thì nó cũng nhỏ. Hai phòng. Tập thân nhau, hai căn liền kề. Dễ quá. Đã nói nhiều phòng trọ là rất là dễ rồi. Anh biết bảo vệ ngân hàng thì chắc chắn anh sẽ biết bảo vệ em. Chưa chắc. Rồi, ngân hàng khó bảo vệ lắm, ta còn bảo vệ được đúng nói chi. Thế anh nói được không em? Dạ đúng. Trời ơi, quá đúng. Để nghe ý kiến thêm từ người thân. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai đứa em gái. Bạn áo đỏ em ruột đúng không? Nhìn là thấy giống y chang đó. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào anh trai luôn. Chị em bệnh dễ thương đó, không giống như em đâu. Giống. Em cũng dễ thương mà. Mặt tròn phúc hậu. Em cũng dễ thương mà. Nhưng mà chị em đi nhon hơn. Anh trai bên này nhìn cũng được, cũng dễ thương. Mà anh ơi, chị của em á, nấu ăn không có được ngon á. Là anh thấy chấp nhận được không? Tại vì anh có yêu cầu là về làm dâu á. Thì có thời gian rảnh hai đứa đi học nấu ăn chung cũng vui. Qua anh dạy cho. Có yêu cầu rảnh không? Có lo lắng gì cho em không? Dạ không, không cần, chỉ đó. Cần lo lắng cho chị em thôi à. Chị em nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy, thứ bên trong nhìn cô à yếu đuối lắm, anh về em phải che chở chị em á. Anh thì ở ngoài nhìn không có mạnh mẽ nhưng mà ở trong bên trong thì anh mạnh mẽ lắm. Chẳng những anh bảo vệ chị em mà anh che chở cho em nữa. Thôi mình có đi trai, với ai không? Mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba em rồi. Em trai ruột của em, rồi cô chú em, rồi đồng nghiệp em. Nói chung rồi cả nhà luôn đúng không? Dạ, đi đủ hết. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả khán giả. Chào em. Dạ, chào cô. Chị là cô của Tú. Thấy bạn gái bên đây được đó Tú ơi. Dạ. Càng nhanh càng tốt nha Tú. Có thể kết thúc chương trình này mình làm tới luôn cũng được. Trời ơi, dạ. Quá. Ba có cho đỡ hai phòng trọ liền kề đập thông nhau không ba? Sẵn sàng vì tương lai của con cái. Bác thấy giàu tương lai bác được không? Dạ rất là tốt, là rất ưng ý với những cái tư tưởng đầy cầu tiến. Nói vài câu với bác đi, vụ phòng trọ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà con với anh nếu có duyên á thì con cũng cố gắng. Việc nấu ăn thì đơn giản lắm. Nhà có nhiều cô mà con học mấy cô cũng được. Dạ. Nhiều đó là thấy mát lòng mát dạ rồi. Hay quá, kéo màn lên. Màn lên, tâm sự. Rồi, xin mời. Bụng cũng lấp lấp thôi chứ cũng không có bự. Cảm ơn anh. Anh gửi tặng em bó hoa này.
Em có hỏi trước đi. Thôi anh hỏi trước đi. Em có thích chó mèo? Tại vì nếu mà mai mốt em về nhà làm anh làm dâu á, ừ, thì nhà anh á thì em anh á thì nuôi chó, dạ, mẹ anh thì nuôi mèo, dạ, ba anh thì nuôi cá, dạ, anh thì nuôi vợ, nuôi em, anh nuôi em, đó thì được rồi. Con chốt là dạ, anh nhà em cũng nuôi cá. Nữa sau này con cái sao, thích trai gái gì đó? Em thích mấy đứa. Nói chung là tỷ lệ thuận với lại kinh tế nhà mình cho anh. Anh thích con gái. Dạ. Nhưng mà gái trai gì cũng thích, nhưng mà dạ, anh thích gái. Gái dễ thương lắm em. Tiền bạc kinh tế em muốn ai quản lý? Cái này thì không quan trọng chị. Ai giữ được thì cũng được. Riêng em thì em độc lập về kinh tế. Em không muốn phụ thuộc vào người chồng. Bạn lĩnh đấy, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì trái tim mình muốn nói. Với cái tuổi của anh bây giờ thực sự thì chững chạc để lo cho người phụ nữ. Anh cũng muốn là một người luôn bên cạnh em, chia sẻ với em trong những lúc khó khăn. Hai người mình đồng hành trong cái khoảng thời gian còn lại của cuộc sống. Công việc của em thì nếu mà theo mùa thì nhiều việc quá thì em có thể tăng ca tới 90 giờ lận. Em không có thời gian nhiều cho đối phương á. Thì lúc đó mình chỉ cần tối em đi làm về á, thì đường khuya thì anh đưa em dậy, hai đứa đi chung vậy cũng thấy vui, đâu cần phải là lúc nào cũng bên nhau đâu. Dạ. Rồi, hết rồi. Thời gian nói chuyện đã hết. Chúng ta đặt tay vào nút bấm và hãy có trách nhiệm với nó. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nè. Rất hợp lý, cũng có gương mặt phu thê đấy. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ đến đó xem những bộ phim rất là lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đây, xin gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, trị giá tổng cộng là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc ha. Chúng tôi đang mong chờ tin báo của các bạn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Nào, hãy được đấy. Bạn nữ đầu tiên đó là em chia tay nhiều, thiếu kinh nghiệm không? Ai thiếu? Dạ em à. Theo em á, yêu nhau đến lúc nào chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đấy anh ơi. Trời đất ơi, nó lấy về hôn muốn được rồi chia tay nè kìa. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Võ Vũ Châu. Em năm nay 26 tuổi, hiện là em là nhân viên văn phòng công ty Home Credit ạ. Châu quê ở đâu Châu? Dạ, em sinh ra tại thành phố. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Bùi Thiên Triều. Năm nay em 26 tuổi, em hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Triều, bên kia là Châu, bạn làm nghề gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng, chuyên đi giám sát. Mấy ông giám sát công trình đi hoài, đi hết chỗ này chỗ kia chắc cũng quen nhiều lắm mà. Dạ không có. Quen được mấy người yêu rồi? Chính thức thì quen hai bạn. Lý do tại sao chia tay? Dạ lý do của em thì nó nghiệt ngã. Bạn nữ đầu tiên đó là em chia tay vì thiếu kinh nghiệm hôn. Hả? Ai thiếu? Dạ em à. Cô nói luôn hả? Chiều đó về thì bạn nữ đó có điện thoại cho em. Thì nói là lần đầu tiên hôn phải không? Dạ em có trả lời là có. Thì sau này thì khoảng thời gian đó này nhắn tin ít dần và có thể là không liên lạc với nhau. Là hôn có một lần ta chia tay luôn á hả? Dạ. Vậy cái bằng cách là sao? Dạ không phải. Rồi, mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì là em không tìm được câu trả lời trong suốt quá trình quen nhau. Tối nào thì em với bạn nữ đó cũng nói chuyện điện thoại với nhau, mà cứ kết thúc cuộc điện thoại thì bạn nữ đó cứ hỏi em một câu là Triều có điều gì muốn nói không? Em chỉ nói là không. Trời đất ơi. Đúng là nghiệt ngã đó mà. Nói tới khuya rồi mà hỏi có gì muốn nói không, nói không. Dạ nhưng mà nhiều lúc em cũng nói nhưng mà không đúng câu trả lời chị ạ. Em nói sao mà không đúng câu trả lời? Ví dụ như em trả lời sao? Em trả lời gì? Dạ thì có lúc thì em cũng nói là chúc ngủ ngon, có lúc thì em cũng nói là anh yêu em, nhưng mà đều trật hết. Anh ơi, em hỏi cái này được không anh? Em hỏi em. Nếu mà kinh nghiệm hôn á, em bản thân em cũng không có. Thí dụ như quen nhau không hôn được không anh ha?
được, được. Anh thấy cái điều đó vẫn được. Ủa không hôn rồi là sao? Tính cách của em là em quen tới một giai đoạn nào đó chín mùi thì mới có tiếp xúc cơ thể. Hiện tại là giờ em chưa có nghĩ tới cái đó. Em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình học trò 6 năm à. Là lúc đó có hôn chưa? Dạ chưa à. Cũng chưa nắm tay luôn, chỉ là bạn bè thì giúp đỡ nhau trong học tập. Dạ tới lên khi mà lên đại học thì vô môi trường mới, bạn có quen bạn gái mới, chúng em chia tay. Tại vì không có va chạm cơ thể đó, người ta mới quen bạn gái mới đó, chứ có đụng chạm chút ta đâu có bỏ. Tôi cô gái này lạ, tôi qua tôi hỏi vụ này cái. Dạ ôi, chào em, dễ thương quá. Ông Mai tính sao em... chứ giờ cũng không có cho nắm tay cho hung gì đâu đó. Em tôi không biết ca này đâu. Anh hỏi nè, theo em á, yêu nhau đến lúc nào thì chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đấy anh ơi. Trời đất ơi, người ta phải kiểm tra sơ sơ, người ta biết mình làm được người ta mới lấy. Lấy về làm không được rồi sao? Đó, lấy về hung không được rồi chia tay nè kìa. Không, mình có website này nọ thì mình có thể học hỏi. Học gì? Không, em đang nói coi về cái mảng kiến thức là y học, chứ không phải coi về cái mảng kiến thức kia. Kia là gì? Yêu nhau, trao nhau nụ hôn đó là chuyện bình thường em. Nhỏ con mà già dễ sợ. Cưới mà hôn hả? Dễ thương mà. Thôi cởi mở chút xíu thôi ha, nói chơi cho vui thôi. Dạ. Nhưng nghĩ rằng á, quan trọng tình yêu khi mà chúng ta rung động, chúng ta đầy cảm xúc thì nụ hôn nó có thể hiện điều đó cũng là bình thường. Tại em chưa yêu đó em, lúc yêu hả, người ta không hôn mình là một đèo mình hôn lại, đừng có nói. Anh nhắc lại nha, đồng ý đến đây phải hôn nhau đó. Chị nói cho em nghe, nếu mà em đã nói hồi nãy em gì sợ gì coi đúng không? Em lát nữa em sợ coi liền cho chị. Một nụ hôn á, nó sẽ giúp làm trị rất là nhiều bệnh, giúp cho tăng tuổi thọ nè, giúp chữa trị bệnh sâu răng nè, giúp cho giảm căng thẳng nè, giúp giảm mệt mỏi nè, giảm stress, đủ thứ bệnh, đúng không mọi người? Yeah. Nếu như cả cuộc đời em không bao giờ hôn thì em sẽ già háp, xấu xí. Giá trị nụ hôn thế nào? Yeah. Giống như hai người dại hôn vậy thôi. Dạ, để em coi lại. Cái đó là quy định của chương trình nha em nha. Dạ. Bây giờ em có yêu cầu gì khi muốn kiếm một người bạn trai không nè? Cái hình tượng của em trước khi gặp mặt á, bạn trai đừng châu chuốt bề ngoài quá, bạn trai cũng đừng có để mái Hàn Quốc. Đầu Hàn Quốc là mái sao? Dạ, mái bẹt qua một bên như vậy nè, chỉ nó xù 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 dài 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 che xuống phải không? Là em thích đưa trán lên phải không? Em thích đầu đinh. À. Ủa đinh rồi hả? Đinh rồi hả? Rồi gì nữa? Với lại bạn trai đừng có hói. Đừng có hói. Dạ, bạn trai cũng đừng có để móng tay dài. Không hói, thích đầu đinh, đừng để móng tay dài. Dạ. Chào chị. Được. Tạm tạm. Có dài đâu chị? Cũng vừa đủ khều khều móc móc. Quên hỏi. Ủa rồi mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì có cần không? Dạ bạn trai cao hơn em 1m65 đi chị. Rồi được, cái này tôi khỏi cần đo, tôi kinh nghiệm tôi nhìn là thấy đủ chuẩn rồi đúng không em? Vừa đủ. Vừa đủ đúng không? Tôi biết mà. Là nãy giờ phân tích về cái phân tách cái nụ hôn đó là cuối cùng là em thấy sao? Thương nhau là được thôi chứ đâu có nhất thiết là phải hôn hay là đi tiến xa hơn rồi mới đi. Tại vì là em cũng không biết hôn luôn. Dạ thì em nói em thiếu kinh nghiệm. Rồi xong luôn. Rồi hai đứa này lấy nhau về phải coi website hoài quá. Rồi em yên tâm đi, bên đây không biết hôn luôn, không có hôn em đâu, em đừng lo. Nha cưng. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em và một người bạn thân à. Xin chào cô anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và khán giả. Cho cô hỏi là con có hút thuốc, uống rượu, có đi cà phê hay cái này cái nọ hay không? Tự gì nói chung là nhà cô rất là nề nếp. Uống cà phê cũng bình thường mà cô. Không, uống cà phê mà ngồi lê đôi mắt á, uống xong rồi về. Còn đằng này ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Thế là vô công nhiều nghề đó. Ừ, là cô không thích. Dạ thưa bác, chào bác. À, chào con. Dạ là con á thì dạ con không hút thuốc, không uống rượu. Dạ bia thì con có thể là uống được tầm 1-2 lon. Dạ. Còn cà phê thì con chỉ hay đi cà phê với bạn thân của con. Đi cà phê thường con đi vào ban đêm. Không có nghĩa là đi làm về để đi chơi với bạn bè chứ không phải là đi khuya. Chứ cà phê mà ban đêm á là hay là cà phê ôm. Dạ không phải. Tại vì sáng con hay đi làm sớm mà. Giờ ban đêm uống cà phê nó nhẹ nhàng lắm cô. Mình xả stress mà. Cô thấy là tạm ổn thì giờ hai đứa tạo điều kiện cơ hội để tìm hiểu nhau. Con học của anh Quyền Linh đó.
cái mẫu người đó rất là chuẩn, là tốt. Trời ơi. Rồi, cô cảm ơn ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Con hay uống cà phê ban đêm. Anh đi bài. Dạ, em đi với em họ em với lại bạn thân của em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. À, chào em. Chào tất cả khán giả. Em thấy chị rất là dễ thương, rất là hiền. Gia đình nền nếp thì em thấy là rất là ổn. Anh của em thì khá là hiền, tốt tính lắm chị. Em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Cao bố họ tặng em lần đầu gặp này. Dạ, anh có gì nói với em không? Nhìn em rất là dễ thương. Em nhìn anh có thấy anh giống người Campuchia không? Vậy có ấn tượng ban đầu của anh á, thì em ấn tượng về mái tóc đầu đinh, tại vì em rất thích đầu đinh. Em có thích làm, em có muốn muốn gì nói đi em, nói đại đi. Dạ không, ý em hỏi là bạn nữ có chịu làm dâu không ạ? Dạ, em cũng hỏi anh có muốn ở rể không ạ? Ở rể thì vẫn được, nhưng mà anh hiện tại là còn phải chăm sóc mẹ. Có thể ở gần nhà em, hoặc là có thể ở chung nhà em, có thể là có mẹ anh đi cùng. Thì hiện tại thì anh chỉ còn có một mình mẹ, không ai chăm sóc mẹ. Nên anh muốn là em là có thể thương mẹ anh như cũng thương mẹ của em. Và anh sẽ làm lại được điều đó đối với em. Nghĩa là hai mẹ ở chung nhà luôn. Dạ, điều đó càng tốt hả chị? Em thì ở đâu thì cũng vẫn được, nhưng mà có điều là em chỉ muốn là có mẹ em đi cùng. Tại vì em còn một mình mẹ thôi. Em ở nhà mẹ với ai nữa? Ba em mất, nên thành ra em cũng chỉ có còn mẹ với chị thôi. Dạ. Ba anh cũng mất. Vậy thì có thể hỏi mẹ được đấy. Dạ, chào bác ạ. Thưa bác, là con có ý kiến như vậy là hai mẹ có thể ở cùng với nhau được không bác? Trước mắt là tụi con phải tìm hiểu coi có hợp nhau hay không, rồi có tiến tới được cái hôn nhân hay không, thì cái chuyện đó thì tính sau, chứ giờ tự nhiên hỏi cô không trả lời được. Chính xác là như vậy, chưa ai trả lời được điều gì, bởi vì điều này nó cũng rất là quan trọng. Ý kiến của bạn nữ. Anh cũng không bỏ mẹ anh được, và em cũng không bỏ mẹ em được, thì nếu chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ tìm ra một cái cách nào đó thích hợp vẹn toàn cho cả hai. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ suy nghĩ được những điều đó. Nào, bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Quyền quyết định của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Sao bạn lại trùng bước thế? Dạ, tại vì khi nãy em có hỏi bạn nữ á, có chịu cho mẹ em ở chung hay là có thể ở gần mẹ em không, thì rõ ràng là bạn nữ không trả lời được câu hỏi đó. Nếu một người đàn ông mà có hiếu với mẹ mình, em thấy điều đó cũng rất tốt. Đúng rồi, hy vọng là các bạn sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, và quà tặng dành cho hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn hai bạn. Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Cái tính như vậy thì tốt chứ gì. Trời ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Hà Thu Thảo chị. Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi. Và em đang sale chị, sale bảo hiểm. À, mời bạn trai. Mình tên là Phan Lý Đại Hải. Mình là quản lý nhà hàng, năm nay mình 29 tuổi. Phan Lý Đại Hải hả? Dạ. Tên nghe kêu quá nha. Quê ở đâu Hải? Quê em ở thành phố luôn ạ. À, ưu điểm là gì nè? Ưu điểm của Hải thì giao tiếp tốt, hát tốt, nhảy được. Wow. Ông ấy hát bài nhảy một đoạn đi em. Hát thì em có thể hát được liền bây giờ. Nhưng thôi, mà nhảy thì chắc để dành riêng cho bạn nữ thôi. Chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha. Nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt, nhưng thấy còn cái tốt nữa, bạn ăn tốt bạn không nói nữa.
Làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy? Ủa mập lắm hả? Không có mập, vừa vừa thôi, tròn chút xíu thôi. Không ấy, giờ hát đi, cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao? Hát đi. You're just too good to be true. Can't check my eye off you. I long a last love, alright, thank God I'm alive. Ủa, sao vậy? Ủa vậy thôi hả? Thôi được rồi, được rồi. Nãy giờ em nghe giọng anh Hải hát, em cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm. Ấm hả? Dạ, thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì. Em có biết nhảy không? Dance box không? Em không biết dance box chị, nhưng mà em nhảy được cái khác. Em nhảy cái gì được? Em nhảy sexy dance, sexy dance. Wow, nhảy sexy dance. Ờ, em nhảy thế rồi, hiện đại. À, ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là tự tin, thích năng động, thích đấu, xem đá banh nữa. Cũng biết nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Những cái mặt còn hạn chế của mình? Dạ, em thì hơi nóng tính, với lại cũng khó tính nữa. Với lại là cũng hung dữ. Hung dữ? Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Dữ xong sợ, xong sợ. Cái tính như vậy thì tốt chứ gì? Ông nghe hung cái ông tốt liền à. Hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á. Bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn? Bạn chỉ là một người năng động, có tính cách nó hơi hướng ngoại một tí. Vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi. Dạ, hợp quá. Em rất là năng động. Có cái hình mẫu lý tưởng gì không Hải? Trước giờ em chỉ thích có một người, đó là Celine Dion. Thì một người rất là tự lập, gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết. Thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau. Chiều cao. Cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok. Vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó. Cái mẫu người lý tưởng của em sao? Tại vì em cũng cao khiêm tốn, thì muốn bạn trai cao tầm 1m7 được rồi chị. Bên kia thì chị không biết có 1m7 không, mà chị đoán có vẻ hơi mập đó. Đừng có ốm quá, cũng đừng có mập quá. Không, thí dụ dư dư một chút. Đừng bụng phệ quá được chị. À, bên đó có bụng phệ không? Cái này chút kiểm tra mới biết. Rồi vậy chắc có rồi quá. Rồi chưa dám nói. Thôi, còn gì nữa không em? Đừng đâu hói chị. Hả? À, còn gì nữa không em? Dạ, vậy được rồi chị. Có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không? Dạ có chị. Lăng nhăng, gia trưởng quá là em không thích. À, để dạ. Chị qua chị hỏi dạ. Thử ha. Không cũng được, không đến nổi. Hơi hơi ấy. Hóp cái gì ông ơi, tôi mới để cái tay vô vậy không hóp vô. Gì? Dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh. Mặt đẹp trai à, đẹp trai à. Được, được. Đẹp trai phong độ, được. Chắc được. Khỏe chứ bộ. Thôi, ba phân cũng du di được, không đến nổi ha. Có gia trưởng không? À, nhà thì có em với mẹ thôi, nên cũng không có gia trưởng. Có lăng nhăng không? À, thường thì không. Không. Thường thì không. Thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Ủa vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ mà ông trả lời vậy là trớt quớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa gái nhõng nhẽo dễ thương mà. Nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi tôi không có đồng ý, tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm, dù người ta có mạnh mẽ năng động cỡ nào nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng đem vô nhà đi anh. Trời ơi, cái này nhõng nhẽo cái gì mà. Cái này chảy nước luôn á chị hai. Vừa vừa thôi, anh ơi, lấy giùm em cái ly nước đi, cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì. Thì vậy đi. Mệt quá. À, nói chung thì nói chung thì rất được. À, cũng du di được. Để qua coi đàn gái sao cũng mà qua mà hấp sách bên đây dữ vậy. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ. Nói chung đàn trai rất phong độ, đẹp trai, nụ cười, duyên dáng, quản lý, không có lăng nhăng. Có à, cái đó anh nói à nha. Không có thời gian, có thời gian thì có chút chút. Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang. Dạ. Nó sang mà, ôm rồi rồi. Giống anh Quỳnh Linh cũng bụng bự luôn. Anh cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy. Dạ. Anh thấy ổn đó ha. Dạ. Ổn rồi. Hôm nay mình đi có ai đi theo? Có chị Tường giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ. Thấy tình hình anh bên đây được không? Với cá tính năng động, tự lập, một số yếu tố thì tương đối rồi đó. Vài điều hạn chế mà
nhưng mà cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như chiều cao, yêu cầu 1m70, 1m67 thì có thể du di được không ạ? Hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho cả hai bạn cảm nhận được cái cách nói ấm áp nè, hài hước, có thể là du di được đó em. Đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp, là cả hai bạn đều yêu thích thể thao. Thảo là một bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại, cũng như rất là năng động. Lát nữa xem mặt thì hai bạn sẽ có cái phản xạ tốt với nhau. Dạ, hay quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp đi. Thôi, mình đi với ai Hải? Dạ, em đi với đồng nghiệp quá. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Đồng nghiệp sao người bự, người nhỏ chút xíu. Thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok. Thứ hai thì tính cách. Thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút. Bạn nữ nóng tính này thì có thể ghim lại cái tính của anh Hải chút, thì em nghĩ rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý. Vấn đề quan trọng là hai người cảm gặp xúc nhau của thôi. Ha. Kéo màn lên đi. Cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau. Cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu. À. Dạ, em chào anh. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Mày chắc sáng bưng cái bình bông ở nhà đi quá. Gì khoanh tay vậy? Lần đầu gặp chị nó hơi bối rối. Nhảy đi. Mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa. Có thật gì anh chị biết nhảy theo kiểu dance box thôi, cha cha cha, hoặc là những điệu nhảy nhỏ như nhẹ như rumba thì ok. Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được vậy anh? Được luôn á. Rồi. Ok, cho anh mời. Quay hả? Quay nữa không? Té màn giao lưu xuất sắc. Chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau. Em nghĩ sao về anh? Dạ em thấy anh ok. Anh thấy sao về em? Em rất là tự tin khi nhảy sân khấu. Dạ. Anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? À, dĩ nhiên chứ, người đàn ông gia đình chứ. Dạ. Chỉ làm về nhà thôi. Anh có thể phụ vợ này này nọ đúng không anh? Anh nấu ăn được. Thì những bữa ăn anh chuẩn bị được. Dạ. Những ngày nào em mệt thì anh có thể nấu ăn được. Coi cái bụng ảnh kìa đó, rớt cái bụng nó kìa, hấp vô. Làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm người ta hoài. Thấy về chút xíu à, chưa đâu. Một hai đứa nữa đi thấy bụng nè. Thì bố nói với em á, là em cưới sớm rồi làm 2-3 chồng á. Có nói là tuổi nào hạp đồ gì? Tuổi tầm 27-28 có chồng mới tốt. Rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu? Sinh năm 88. Hải sinh năm nhiêu? Dạ 88. Vậy được cưới luôn đi cưng. Thường thì em không tin vào bói toán lắm. Người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì 2-3 chồng là chuyện hiển nhiên. Không, anh này nặng ký lắm, anh sẽ giữ nổi em đó. Hẹn hò đi, mình tính cái hẹn hò đầu tiên đi để mình... Hôm nay em có thời gian rảnh không? Dạ có anh. Trưa nay anh mời em ăn trưa được không? Dạ được. Mình phải làm bộ từ chối đi cưng, xong mình nhận lời như vậy. Lấy nhau về ai quản lý tài chính? Cái đó thì hơi khó nha. Thôi đó, khó rồi kìa, hỏi đi. Có thể anh tạo tài khoản, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh. Dạ. Cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn, cô chịu rồi, cỡ nào cô cũng dạ. Công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á, thì anh có chấp nhận được không? Hai người tin tưởng với nhau là ok. Vì anh làm mình dễ ta, khó mình khó ta. Nhưng cẩn thận nha, ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó. Được, hết thời gian. Chúng ta cảm nhận đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có thổn thức rung động gì hay chưa. Nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy? Thôi đếm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời anh. Trời ơi, lẹ quá vậy, tôi chưa kêu nắm tay nắm luôn. Tôi chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh. Vậy là phạm quy đó. Chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà thì cầm cái tay nhau, cho nắm bạn tay gái nhau. Được đấy, hôn gái lấy hình. Bạn gái thấy sao? Điện chạy. Điện chạy. Vậy là được rồi.
hơn cả đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được, chứ mà hát đúng rồi. Mình sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Thảo mà mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em. Bên này lạ lắm nha, gây ấn tượng nha. Anh có thể giới thiệu tên của mình? Em Nguyễn Bảo Long, em đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nghề nghiệp là gì? Dạ, nghề nghiệp của em là văn phòng tư vấn du lịch nội địa và quốc tế. Nãy tôi tưởng bạn bán búp bê. Như vậy? Thì rồi. Hồi thấy đi rồi biết. Không có gì hoang mang hết em. Mình giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Cẩm Nhung, em 30 tuổi, quê em ở Bến Tre. Dạ, em đang làm quản lý quán ăn. Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm ở thành phố. À, bên kia ảnh làm nghề bán búp bê gì đó, nghe anh Linh nói vậy đó. Phải không anh Linh? Ừ. Bán búp bê là nghề sao? Là... Ai biết thì nhìn giống con búp bê. Anh ở Khánh Hòa vô hả? Dạ. Làm việc ở Khánh Hòa luôn? Dạ, em làm ở Mũi Né. Ở Khánh Hòa làm Mũi Né? Dạ. Lúc trước thì em cũng có tổ chức tour cho khách đi Mười Công, đi Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho, rồi sau đó về lại Củ Chi, Cao Đài, về lại Mũi Né. Ủa nhưng mà mình làm du lịch như thế là văn phòng riêng của mình luôn hả? À, em trước em làm công ty thì bây giờ hiện tại là em văn phòng riêng. Em nói chung là em tuy nhiều và làm nhiều thì cái tính tự lập của em thì ở đâu cũng được, môi trường nào mà em sống cũng xong. Dạ, có thể là du lịch buôn bán hoặc là tất cả một ngành nghề mà nghĩ sao là thấy ok là được. Nói chung là một người đàn ông rất là năng động, rất là dễ thương đó. Rồi, nhưng mà bạn nữ của tôi đang bị hơi căng thẳng. Có gì để, căng thẳng? Để bạn ấy giới thiệu về mình một chút cho thoải mái tinh thần. Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em có hai mối tình. Mối tình đầu thì được gần 2 năm chị. Còn mối tình thứ hai thì làm được 6 năm. 6 năm? Dạ. Rồi 6 năm chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay 2 năm rồi chị. Mà nhưng mà bây giờ đã quên được cái người đó chưa? 6 năm là dài lắm luôn à. Dạ, được rồi chị. Được rồi ha? Dạ. Bây giờ nếu mà mình tìm được đúng người, đúng đối tượng thì bao lâu để mình tiến tới hôn nhân? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm nữa chị. Ủa sao lâu vậy? 30 rồi năm sau được cưới luôn đi em. Em muốn tìm hiểu kỹ hơn chị. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì chị thoáng qua, chung là rung động thôi. À. Dạ, rồi mối tình thứ hai thì cũng được 4 năm. Chà, dạ. Mấy người này quen lý do nhau chia lâu anh. Quá vậy ta? Dạ, lý do thì cảm thấy không hợp và càng gần thì càng xa. Vậy là tìm hiểu chưa kỹ rồi đó. Dạ. Ha. Bây giờ bên đây là muốn 2 năm nữa mới là kết hôn, bên anh thì sao? Em cũng nghĩ như bên đó vậy chị. Dạ, tại em lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết. Còn con trai thì sao cũng được, hoàn cảnh nào cũng xong. Miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi. Dễ quá. Không yêu cầu là thế này thế kia. Nhưng mà với em thì phụ nữ là không có máu đỏ đen, cờ bạc đâu, hoặc là lăng nhăng ngồi được thế thôi. Còn em thì vợ thì vùng nào cũng được, ngành nghề nào cũng xong. Tại vì mỗi người có mỗi ngành nghề, có mỗi người có những suy nghĩ khác nhau, và những vùng miền ai cũng đều là con người hết, họ có những tâm tư mà mình phải cần đi sâu vào, chứ không thể nào nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người. Rất hay. Thì sở trường thì em có thể là như là chơi bóng chuyền, bóng đá, đặc biệt là em có thể hát. Và có thể một mình em ngồi hát 5 đến 6 tiếng. Wow. Rồi vậy một lát nữa hát cho bạn nữ nghe nha. Bạn rồi. Nữ ra. Dạ không những mà bây giờ mà nếu bạn nữ đó ok thì em có hát cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng được. Wow. Hay rồi. Rồi để mình trò chuyện với bạn nữ một xíu. Thì bản thân mình thì em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Em muốn tìm một người biết lo cho gia đình, không có gia trưởng, có tinh thần cầu tiến, biết quan tâm chia sẻ với lại người thân gia đình của em. Em không thích những người mà rượu chè hay là chơi bời đồ này kia, em không thích. Dạ. Bên đây không có cái gì hết trơn á. Cô gái này hơi rụt rè. À, anh hơi hiền, em hơi hiền, hơi rụt rè đúng không? Anh bên đây anh dễ thương, anh có cảm nhận như anh dễ thương nhất luôn đó em. Rồi mà cái câu mà em thích là anh hát cho em nghe cả đời là thấy thiệt á, tôi muốn chết luôn vậy đó. Được không? Anh hát cho em cả đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được, chứ mà hát đúng rồi, người ta thiệt tình mà. Cái này cũng đúng. Hát dở mà hát hoài thì chết. Hát hoài mới nhức cái ốc nó bể cái đầu luôn à. Em có tật xấu gì không? Dạ em không có tật xấu đâu, em chỉ hơi nóng tính với là cọc tính đó. Gì mà nóng tính gì trời? Bực bội hay cầm cái gì hay quăng. Hả? Hả? Dữ vậy hả? Với bên ngoài quá vậy? Anh bên đây anh sẽ kềm chế em tất cả mọi thứ. Anh nghĩ anh bên đây anh có tất cả những cái gì mà người phụ nữ mong muốn. Yên tâm. Phải đàn không? Trai. Nãy giờ thấy đàn trai nói hơi nhiều. Đàn trai số 1 luôn. Em có cái điều gì em không thích ở người đàn ông không? Em không thích đầu hối.
Không thích sao gì? Kỳ vậy ta? Đầu hôi. Ông không có hôi. Có gì nữa không em? Tóc nó che hết rồi. Quá em cũng không thích. Mập bự quá cũng không thích, bụng bự cũng không thích luôn. Dạ, lùn quá cũng. Gì sao cô khó vậy? Không biết có được không nữa. Trời ơi. Đừng nói gì để một hồi ảnh xuất hiện chứ cô ấy cũng mới bất ngờ. Tóc đẹp quá ha. Đẹp. Tóc mày làm chắc cũng cả tháng á. Bụng không bự, đầu không hói, người không mập. Màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ. Cho tôi hí hí chút xíu coi. Dạ ông, em Nguyên. Thì tôi yên tâm để hiểu không, cho yên cái bụng. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ thì ở thành phố thì nói chung là em không có nhà cả đất. Nhưng mà ở quê thì em cũng có nhà cả đất. Là Nha Trang á hả? Dạ. Chà, thì để hỏi cô này, cô có chịu về Nha Trang không nha? Dạ, nếu mà cô không chịu thì em đi theo cũng sao hết. À vậy hả? Dạ. Vậy là mình ở rể được luôn hay dạ, sao? Dạ được, tại vì em có thể là sống một miền, có thể là kinh doanh, có công việc. Miễn ở đâu công việc tốt là được ha? Dạ. Ủa, đi thí dụ như là đi ra Nha Trang làm dâu được không? Dạ, em thì em dự định là sau này em sẽ về sống gần ba má em. Vậy đem ảnh theo về Bến Tre luôn được không? Dạ được. Thôi vậy được rồi, về Bến Tre làm rể luôn. Thôi bây giờ mình gặp người thân đi, coi ta góp ý tư vấn thế nào. Em đi với là em họ của em. Chào em. Dạ xin chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Dạ xin em chào. Em nhìn bạn bên kia coi thấy hợp với anh trai mình không? Dạ về với chị thì em nghĩ về ngoại hình thì cũng rất là ok đối với anh. Không có cái gì gọi là quá. Thì bởi vì cái tiêu chuẩn của anh thì là một người rất là kiếm người phụ nữ về hướng về gia đình. Thì ảnh là ảnh dạo này cũng muốn vợ lắm rồi. Thì đó. Thì giờ được á là ảnh sẽ dọn vào trong Sài Gòn luôn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em. Rồi chào em. Chào chú Quỳnh Linh với lại cô Cát Tường ạ. Theo em thấy thì ngoại hình của anh rất là độc đó. Độc là sao em? Lạ, độc lạ. Chị yên tâm là đầu anh không hề hói. Rất nhiều tóc mà tóc rất là đẹp luôn đó chị. Cho em hỏi là anh làm du lịch là anh hay đi xa à? Thì anh có thời gian dành cho chị em không ạ? Công việc là công việc, gia đình là gia đình. Nhưng mà vẫn ưu tiên gia đình hơn. Tại vì gia đình nó sẽ đi theo tôi với chúng ta cả đời. Còn công việc thì có thể là thay đổi được. Nói chung là em thấy anh rất là ok, rất là hợp với chị. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau. Anh đứng lên, quay mặt ra đây. Đúng rồi, kéo màn xong quay qua cái là hát liền nha. Dạ. Kéo quần kéo áo đàng hoàng lại coi. Và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu. Kéo màn. Nhìn thẳng cho anh nha, để anh biểu diễn. Chưa, từ từ. Dữ chưa? Cảm nhận được gì chưa? Dạ rung. Rồi hát liền nha. Bắt đầu. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi. Nơi anh chào đời ngồi ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Đổi đổi liền, đổi gần, tới gần. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em thưa má, thưa ba. Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Bóng. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu tre. Trời mưa nên có đưa dâu. Bằng lòng theo anh với mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tâm lòng. Có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Đi tới nắm tay. Bài khác. Dạ thôi. Rồi, nói đi. Em nhìn anh sao? Dở tóc rồi coi có ai không? Dạ không, dạ không. Có hôi. Ôi chứ. Sao em? Thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng... Hát hay không em? Dạ hát cũng hay. Giọng này hát nghe cả đời được không em? Dạ cái này phải tập lại nữa. Trời ơi. Ba hát vậy mà còn phải tập lại nữa. Rồi được rồi, hai người ngồi về chỗ ngồi đi. Em cảm nhận về anh thì sao? Em thấy anh cũng được, cũng nhìn cũng chững chạc. Nói chung là cũng ok.
anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết nói cái dùng cái ngôn từ nào để nói về em hết. Anh làm du lịch đó, anh hỏi cô gái ấy, em có ghen không? Với em thì ví dụ như một người có một người bạn trai mà đi du lịch vô đi hướng dẫn hoặc là dẫn một đồn đó, trong đó có những cô nữ, thì nhiều em có ghen hay là có những cái gì không? Tất nhiên là phụ nữ là phải ghen. Nhưng mà em ghen ít hay nhiều, nãy anh nghe em nói em có tính nóng, anh sợ lắm. Anh nhất là sợ cô gái khóc, không biết khóc con gái. Ví dụ như mấy đứa trẻ nó khóc mua kẹo bánh dỗ cho phụ nữ khóc, không biết dụ gì. Em thì cũng phải tùy theo cái thái độ của anh thôi. Anh thì anh rất là sợ phụ nữ khóc nên em an tâm về anh không là giờ em giận đâu. Nhưng mà em thì hay giận lắm. Em giận thì anh sẽ làm mọi thứ, ví dụ như giống như nãy là hát nè, hoặc là anh nấu những món ăn mà anh mà em thích thì bao lẽ em sẽ hết giận. Không, em ăn ít lắm. Em ăn ít thì anh nấu ít. Nhưng mà nhiều khi em không ăn luôn. Em không ăn thì anh năn nỉ. Cô này cũng khó quá vậy trời. Người ta dễ thương muốn chết à, mà em khó quá à. Có gì đòi hỏi nữa không? Em thì em thích là phải dành thời gian cho em nhiều hơn. Tại vì lúc nào em gọi, thí dụ như em gọi hay em nhắn tin này kia phải trả lời, nếu như bận thì cũng phải trả lời một tiếng chứ. Rủ người ta đang dẫn tour đi, người ta đang nói chuyện, người ta đang hướng dẫn du lịch cho khách mà em bắt người ta đi phải nghe liền thì tục chút xíu người ta nói xong câu chuyện người ta mới trả lời cho em được chứ. Cái đó là em gọi trái máy luôn á chị. Trời ơi, em phải thông cảm công việc và em đi làm ảnh gọi em hoài được không? Thì em cũng sẽ nhắn tin hay là em cũng bật máy lên thì em nghe là em đang bận hay là như thế nào đó. Em rồi, sẽ hẹn là mình đang gọi lại dẫn. Thưa quý vị, hôm nay ta đang về Nha Trang, một khu bãi biển. Xin alo em ơi, đợi em xíu. Dạ, alo em, vậy đó hả em? Trời ơi, để cho đàn ông ta đi làm gần bên em, chăm sóc yêu thương em. Nhưng mà phải đi làm mới có tiền chứ. Thôi, mọi người nói một câu nào đó, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay các bạn. Anh không biết 3 năm nay con tim anh nó băng giá rồi. Nhưng mà lần đầu tiên hôm nay nhìn em thì con tim muốn nhảy ra ngồi và nó đi tới đó. Bước tới nơi và nói một câu là I love you. Em gái nói gì đi. Em cảm nhận như thế nào em gái? Em thấy anh thì cũng hiền. Nói chung là là một người rất là chững chạc, rất là biết suy nghĩ, là biết là nhìn xa hay là. Nói chung em thấy là được. Cảm ơn. Quá được rồi. Rồi, hết thời gian. Được hay không, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Có thể nắm tay nhau được rồi đấy. Em có thể cho nắm tay được không? Em được. Dạ được. Rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Philet. Chúc mừng các bạn. Nhớ là hát cho cô nghe cả đời nha. Em cảm ơn chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh. Rồi, có gì là báo tin mừng cho chúng tôi liền nha. Dẫn con ấy đi đi. Trời ơi, nóng chặt quá. Áo đỏ, quần đỏ nữa ha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai cặp đôi. Em thích phụ nữ bạn gái là có tính trẻ con xíu càng tốt. Có lùn nhưng mà con không có lạnh. Có lùn nhưng mà lạnh. Có nụ cười đẹp, hàm răng đẹp. Được 1/3 của chú Quyền Linh là con rất là mãn nguyện luôn rồi chú. Mời bạn nữ. Thôi. Mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Ok. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam và chào quý vị khán giả. Rồi, chú chào con. Con tên gì? Dạ, con tên là Trương Mỹ Thảo. Năm nay con 24 tuổi. Dạ, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang làm phiên dịch viên tại một công ty Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Arigato. Arigato gozaimashita. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả em trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lê Tấn Tài, em nay 28 tuổi. Em đến từ dòng riền Kiên Giang. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Toàn Phát Tài. Em làm công việc gì trong đó? Công ty là của em luôn ạ. Hèn chi nó trùng tên. Vậy là vui rồi. Hôm nay Tấn Tài Tấn tới ha. Dạ. Con gái bên kia giới thiệu luôn đi. Ưu khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con là
con rất là vui vẻ, hòa đồng, con hay cười. Con cảm thấy là con có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với mọi người. Và con hát cũng được. Rồi. Hát cũng được. Còn cái nhược điểm của mình? Nhược điểm của em thì nhiều khi em nói chuyện em không có cố ý đâu, nhưng mà vô tình thì em hay trong mày nhăn mặt. Người khác đối diện mà nhìn vào con thì tưởng là con là người rất là lạnh lùng. Nhưng mà thật ra tiếp xúc rồi thì thấy là con có lùng nhưng mà con không có lạnh lắm. Có lùng nhưng mà lạnh. Dạ. Dễ thương. Nói chuyện ta trâu mày ta thấy khó chịu đúng rồi. Mai mốt cạo chân mày đi khỏi trâu lại. Và bạn trai, cụ thể về nghề nghiệp của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em công việc của em là kinh doanh và sửa chữa mua bán xe nâng xe xúc ạ. Điểm mạnh của em là rất là năng động và vui vẻ. Em không hút thuốc, yêu văn nghệ. Hát thử một bài đi. Hát. Xin phép hát một bài liên quan về nghề nghiệp của em luôn nhé. Rồi. Dạ. Nhà bài hát này lấy lời nhạc chế của bài Duyên Phận. Xe nâng xe xúc, xúc gì đó. Rồi, vô luôn. Nào. Dạ, để em hát không? Hồi phần sau. Cái này cầm chơi thôi hả? Dạ, làm đẹp được hình. Đời anh thơ mãi, yêu một mình em thôi. Lòng thầm thương em từ rất lâu nhưng còn ngại ngùng. Sợ rằng em chê, người anh lem lúc thấy tay chẳng dính vết dầu. Nghệ thuật nhân gian, từng giọt mồ hôi rơi. Cuộc đời quanh năm đập các cửa đo đạc suốt ngày. Thế nhưng mà anh lòng say xưa lắm. Làm nghề thơ mai anh phải học từ lâu. Em ơi nghề anh cũng như bao nghề thôi, cũng vang niềm vui vang tiếng cười. Phong sương đời trai nhiều khi buồn đau mà lòng anh luôn cố gắng vượt qua. Em ơi nhìn đi thế gian ngoài kia có bao người đang say rất nồng. Mong em cùng anh dừng say, làm nghề thơ mãi nên tính anh luôn thẳng tâm. Dễ thương. Rồi, em gái em kia đáp lại coi nãy em hát ha được đó. À, em xin phép hát một bài tiếng Trung đi ha. Rồi. Xin chinh thế cho ní tờ ở tố, xa ràng hề yô. Chính quan dung yên bú xuyên thầy tố, để ní sô. Đà khai ní tờ ái chinh sổ chơ, chú zài zi khơ. 为你唱的专属情歌，你要记得。 Ủa mà sao thông dịch viên tiếng Nhật rồi đi hát tiếng Trung? Tại vì em thấy bài này nó hay, nó đang nổi trên TikTok đó chị. Chú chào con. À con chào chú. Trời dễ thương quá. Con có tật xấu gì không? Tật xấu của con là con ăn hơi nhiều. Ăn nhiều mà có chút xíu vậy hả? Dạ đúng rồi, con ăn nhiều nhưng mà con không có mập, mà cái bạn ở cùng phòng với con nó mập. Trời ơi. Mấy mối tình rồi? Duy nhất một mối tình à? Kéo dài lâu? Khoảng 5 năm á chú. 5 năm dài thòn luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì giữa hai người nó không có cái quan điểm cùng chí hướng á, cho nên là... Quen từ lớp mấy? À, lớp 12. 12. Quen từ lớp 12 tới đại học mà nó không cùng chung chí hướng. Hay lớn lên có anh nào theo đúng không? Dạ không, có theo nhưng mà con không có theo lại. Không theo lại đúng không? Ý là chưa có phù hợp. Coi như mối tình nó bỏ qua nha. Bên kia sao? Trải qua mấy mối tình rồi em trai? Dạ em trải qua được một mối tình này chỉ có tường. Bao lâu? Mối tình em kéo dài cũng khoảng 3 năm á. Sao chia tay? Lúc đó là công việc em cũng chưa ổn định lắm nên là không có thời gian nhiều để quan tâm mình với tới bạn gái á. Xảy ra nhiều chuyện không mong muốn nên là dẫn chia tay. Thôi mình bây giờ mình yêu nhau mình phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu mới lâu dài được ha. Vâng. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái là cao khoảng 1m50 trở lên. Em thích bạn gái có mái tóc dài càng tốt, có nụ cười đẹp, hàm răng đẹp. Bên không. Kia nụ cười có đẹp, hàm răng có đẹp, tóc chưa dài lắm. Dạ, tóc chưa dài có thể dài được không sao. Bạn nữ biết nấu ăn được càng tốt. Nấu ăn được. Dạ, không? Biết được, em nấu được. Rồi điểm nào không thích ở bạn nữ? Không thích bạn nữ quá chua chát. Vừa chua, vừa chát. Như nói chuyện cọc và nói lớn. Nói giọng chua đó. Dạ, đừng có nhiều chuyện quá. Em nãy giờ em nghe cái bạn bên kia nói có chua không? Dạ, em thấy ngọt lắm. Này ta nhảo nhẹt ha, dễ thương lắm. Em thích phụ nữ bạn gái là có tính trẻ con xíu càng tốt. Trời, đúng bên rồi. Trẻ con lắm. Tại vì bạn nữ mà có tính trẻ con á, nhiều khi mình cái công việc gì người ta xin mình hỏi cái gì á, mà người ta nói nũng nịu xíu mình cảm thấy rất là dễ chịu. Đúng rồi, phụ nữ càng nhõng nhẽo càng thích. Dạ. Lúc mình quạo nhõng nhẽo mình mệt thêm. Vậy còn bạn nữ, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn là bạn trai của em trước tiên là phải hiếu thảo, có trách nhiệm với bản thân mình, với người thân, và phải chín chắn, suy nghĩ chín chắn và sâu sắc. Còn ta về... làm giám đốc mà mấy thứ đó chuyện nhỏ. Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ được, 1/3 của chú Huyền Linh là con rất là mãn nguyện luôn rồi chú. Quay mặt quá tôi coi được 1/3 không? Đây đẹp trai hơn. Dạ, em chào chị. À, vui tính hơn. Làm lớn hơn chú, làm giám đốc.
À, chú làm ai đốc chú làm à, ai xúi chú làm dám xúi. Hơi ốm thiếu ăn về mình nuôi được không? Không sao, không sao. Mai mốt ví dụ mà có con thì con sẽ nuôi rồi cho mập luôn. Có cái gì không thích ở người bạn trai? Con muốn bạn trai con cao to, có thể đen nhưng mà không có được hôi. Thì đó, cái gì không có được hôi? Hôi hả? Dạ, nhìn phải mình phải chỉnh chu sạch sẽ. Dễ Linh gì hôi? Có hôi không? Làm gì có, giám đốc ta ngon lành thơm phức. Máy móc đó, sợ máy móc dầu mỡ quá đó. Trong công việc thì cái đó là mình không có tính. Đi chơi hẹn hò thơm được rồi. Dạ. Cao chưa có to, nhưng mà chị to thấy là chuẩn mình hợp lý được rồi đó. Khi dạ nào tiến tới hôn nhân được? Sang năm là có thể được. Ok, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là hai người hợp nhau là tiến tới hôn nhân được. Dạ. Nhưng mà bây giờ hẹn hò người em đang ở thành em phố đúng không? Em ở thành phố. Quận mấy? Em ở quận Bình Thạnh. Dạ cũng rằng ạ. Rồi công việc có sắp xếp đi hẹn hò được không? Dạ thoải mái, công việc em sắp xếp thoải mái ạ. Thoải mái ha. Dạ. Làm giám đốc mà lo gì ha. Khi nào có đi chứ. Sau này là mình lập nghiệp ở đó luôn đúng không em? Hiện tại công việc em đang ở Long Thành, Đồng Nai. Chị dạ thấy là cặp này hợp lý rồi đó. Rất được đó. Bây giờ đó là bạn nữ bên kia, bạn xem coi hình ảnh bạn trai hồi lúc nhỏ coi đẹp trai không nha. Dạ. Chiêm ngưỡng trước đi. Đó. Đó. Trời. Đẹp trai không? Dạ rất là baby cute. Baby cute. Mắt to chứ không? To. Đen. Tròn. Dạ. Càng lớn sụp lại mí rồi đó. Được ha? Dạ được. Rồi bạn trai bạn nhìn đi. Bạn gái lúc nhỏ đây. Đó. Đoán cô nào không? Chắc là cô váy trắng hả? Cô váy trắng đó. Được không? Cái hình gì mà quan nghiệt vậy trời. Nhưng mà chắc vậy thì thành công lắm à. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Nghe em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn đại học của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Bạn em thì hiền lành, nhí nhảnh, dễ thương. Còn anh bên này thì nhìn anh chín chắn và nhìn anh già hơn so với tuổi. Nếu mà hai người thử tìm hiểu thì em nghĩ là hợp. Thảo thích người chín chắn, trưởng thành. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. Và hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh chị và cháu ạ. Dừng lời đầu tiên cho Văn Đông gửi lời chào thân thiện tới chương trình. Dạ, chào anh. Tài là một người sống chân thật, chân thành, rất là hiếu thảo, rất phù hợp với em. Và anh thấy em ở chỗ em bù đắp lại cho Tài thì anh nghĩ là rất là hợp. Xin hết, xin rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn sếp. Để xem hai người hợp nhau không. Mở rào. Vô liền nha. Rồi, xin mời hai bạn. Chào em. Đó. Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Đây là bó hoa này, là anh bó 60 hoa. Dạ. Ý nghĩa giống là 60 năm cuộc đời em. Dạ. Anh đã tận dụng được hết phần nửa đó rồi. Hôm nay anh muốn gặp em là mình mong là anh bắt đầu lại từ đầu sẽ có 60 năm cuộc đời tiếp. Dạ. Món quà thứ hai anh gửi em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có quà tặng anh. Em cũng có một quyển sách tặng cho anh. Không biết là anh có thích đọc sách không anh ha? Từ nay cho thích đọc sách. Dạ, em hy vọng là anh sẽ thích nó. Anh thấy em sao, có giống như là anh tưởng tượng không? Thật sự là anh không tưởng tượng được như vậy luôn á. Tại vì em nhỏ quá đúng không? Không phải, em rất là xinh, dễ thương. Em cảm nhận anh như thế nào, chắc hơi thất vọng hả? Anh cũng được mà, cũng dễ thương mà. Anh hơi cứng xíu tại vì anh dùng cả thanh xuân của anh đó để lo cho công việc rồi. Dạ. Cả tuổi thanh xuân anh dùng cho công việc, còn lại tuổi già anh để lại cho em. Đến với chương trình, anh xin hát một bài để tặng em. Anh thích em, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích cả bờ môi, thích bước chân kiều xa gót ngà, thích tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc gương để đơn em soi, đơn em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để đơn em bôi. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Và anh thầm ước trong chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi. Tình yêu anh dành cho em. Và anh còn ước trong chiếc gối được em ôm trong
giấc mơ. Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể đến sau em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Hay quá. Hay lắm. Gái, ý cảm nhận như thế nào? Dạ rất là hay luôn chị. Em có muốn đáp lại gì không? Dạ em cũng hát, xin hát tặng anh một đoạn ha. Đừng hát bài đập vỡ cái đàn nha em. Dạ không. Em hát một đoạn bài Ngại Ngùng thôi ạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh, nhưng âm thầm em mang từ tầng sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó em cho anh mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Dạ xin hết ạ. Bây giờ rồi, mình thôi đưa cái đàn đi, trò chuyện một chút xíu về quan điểm tình yêu đi. Không hay tôi đàn nghe cũng dở. Anh nói trước nha. Dạ. Anh thấy khoảng cách không có xa, là Long Thành Đồng Nai mà lên đây thì cũng rất là gần. Dạ. Giờ anh có phương tiện điều kiện để lên với em, nên là lúc nào em cần anh sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đến được. Công việc trong ngày tuần thì em rảnh những ngày nào? Thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Cuối tuần thì em hay về quê. Cái đoạn đường em về quê thì cũng có đi ngang qua Long Thành. Nhà của em là ở Trảng Bom. Không biết là đối với anh thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong tình yêu ha? Anh cần nhất là sự chung thủy và sự thông cảm. Đối với em, yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng. Phải tin tưởng nhau. Anh cũng dạ, giống như em. Rồi hai bạn tiến tới, bạn trai mạnh dạn tiến lên nắm tay bạn gái để chúng ta cảm nhận. Dạ. Ở lần đầu tiên gặp em mặt rung này mình thấy như thế nào? Em rung hả? Dạ. Em thấy tay anh lạnh hơn tay em luôn. Tay anh lạnh đó hả? Dạ. Hỏi em thích con trai hơn gái? Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đòi làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Đó là cái sẽ thích hơn thôi anh. Khó lắm. Trai gái gì cũng được. Đã có suy nghĩ trong đầu rồi, cái đẻ con gái cái bực mình. Bực mình cái đẻ thêm đứa gái bực mình nữa. Vậy là đẻ ra con gái thì sao anh? Con gái dễ thương mà, dễ mình dễ chăm đó. Mỗi người một câu nữa thôi. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Em rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Rồi. Rồi, về chỗ đây. Trở về vị trí với bạn. Những gì hai em nói cũng đã nói rồi, nhìn nhau đã nhìn rồi, cảm nhận tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta hãy lắng đọng lại để quyết định xem có hẹn hò hay không, quyết định có đi đến xa hơn hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đơn giản và nút đã bấm. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Cho anh hôn em nhé. Rất là dễ thương. Hình như là cặp đôi này họ sinh ra để dành cho nhau hay sao đó. Anh tin rằng tụi em sẽ sớm báo tin vui đó nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Và những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Hãy yêu nhau nhiều hơn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt, sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nắm chặt tay nhau, tìm hiểu nhau, cố gắng chăm sóc cô ấy.